Do đó mình sẽ quét qua cái này giống y cái bài hồi nãy rồi. Được chưa? Bây giờ mình phải lấy ra từng cái thằng. Tức là đầu tiên cái stack của mình nó bằng rỗng. Ok. Bây giờ cái stack của mình là nó có cái dấu mở ngoặc, được chưa? Mở ngoặc thì đẩy vào các bạn nhà. Sau đó gặp dấu số 1, số 1 out ra ngang. Gặp dấu cộng, thì đẩy dấu cộng vào nghe các bạn. Dấu cộng thì đẩy dấu cộng vào. Ok. Gom lại một tí các bạn. Gom lại một tí chứ không là quay. Gặp cái gì? Gặp dấu mở ngoặc thì push vào ngang. Được chưa? Gặp operand là cái số đó thì out nó ra. Được chưa? Out ra ngang. Các bạn có thể out hoặc là các bạn có thể in queue vào một cái hàng đợi cũng được. Để sau đó các bạn làm những cái chuyện gì đó khác. Thì đây đơn giản mình sẽ out nó ra ngoài các bạn nhé. Bây giờ gặp cái operator thì tinh thần như dấu cộng bên kia đó, các bạn sẽ push nó vào đó không nhỉ? Ok, các bạn push dấu cộng vào. Bây giờ gặp thằng 5 thì các bạn out nó ra đúng không nhỉ? Ok, không có gì được bạn. Bây giờ gặp dấu đóng ngoặc thì làm sao? Mình sẽ in cái dấu cộng ra, thì mình sẽ pop và in ra nhiều cho đến khi gặp dấu mở ngoặc, phải không? Và mình lấy cái dấu mở ngoặc đó ra. À, mô tả thêm một cái trường hợp màu xanh ở đây luôn. Gặp dấu đóng ngoặc thì lấy và in ra đến khi gặp cái mở ngoặc, được chưa? Sau đó lấy cái mở ngoặc, được không? Nhưng mà không in dấu cộng rồi đúng không? Nó ra thêm dấu cộng rồi. Ok, các bạn gặp dấu trừ thì làm sao đây? Gặp cái operator thì mình push nó vào đúng không nhỉ? Thì trong trường hợp này khi đến dấu trừ này nè thì đẩy vào. Ok, thì là cái gặp mở ngoặc này á, thì của mình nó sẽ có gì? Dấu trừ và dấu mở ngoặc. Gặp số 3 thì mình out nó ra đúng không nhỉ? Gặp số 3 mình out nó ra. Ok, ok, thì bây giờ gặp phép toán thì cứ đẩy vào thôi, sẽ có gì đâu, phải không? Thì là trong này nó có trừ nè, nó có mở ngoặc nè và nó có trừ. Số 2 thì output nó ra. Vậy các bạn được số 2 nhé. Ở trong trường hợp này các bạn in ra được cái dấu trừ là cái dấu mở ngoặc này là không in nhé. Lấy mà không in. Vậy ở đây các bạn thêm được dấu trừ. Thì hiện giờ sau khi làm cái này xong á, thì cái stack của mình á, nó chỉ còn dấu trừ thôi đúng không các bạn? Bây giờ mình lấy tiếp thằng dấu nhân. Put dấu nhân vào bởi vì dấu nhân nó sẽ làm trước dấu trừ đúng không các bạn? Nhưng mà ở đây nếu không phải là dấu nhân thì nếu ở đây là dấu cộng thì các bạn sẽ làm gì? Ở đây là dấu nhân thì mình cứ push dấu nhân vào theo cái quy tắc ở đây. Không có vấn đề gì hết. Bởi vì dấu nhân nó nằm ở trên thì khi tí mình lấy ra dấu nhân nó sẽ ra trước. Dấu nhân nó ra trước có nghĩa là dấu nhân nó sẽ thực hiện trước phép trừ. Nhưng mình lỡ ở đây mình gặp dấu cộng thì sao các bạn? Bây giờ mình bỏ cái đó qua bên đi. Các bạn xem như thế này. Bây giờ mình gặp A đi, trừ B, cộng C, A, B, trừ, rồi mới tới C cộng, nó đang là dấu trừ. Thì khi các bạn gặp dấu cộng, thì các bạn phải check cái chỗ này. Ở đây dấu nhân cũng vậy. Nếu dấu trong nó là dấu trừ, thì các bạn mạnh dạn đẩy vào. Còn ở đây dấu cộng mà trong nó là dấu trừ, thì cái dấu trừ này phải làm trước các bạn. Do đó các bạn phải lấy dấu trừ ra các bạn nhé. Trong trường hợp này các bạn phải lấy cái trừ ra, được chưa? Và đẩy cái gì vào? Đẩy cái cộng vào. Trong trường hợp này thì đơn giản chỉ đẩy cái nhân vào. Đường nào cũng phải đẩy, vấn đề là có lấy ra hay không. Đường nào chúng ta cũng đẩy cái toán tử vào. Nhưng trước đó chúng ta xem thử là lấy ra. Trong trường hợp này nè các bạn, chúng ta phải lấy ra nè. Trong trường hợp này nè, chúng ta không lấy ra.
lấy ra thì liệu là lấy ra bao nhiêu thằng gặp gió mở ngoặc thì giờ cứ push chả sao. Thì ở đây số 8 là mình sẽ out nó ra, mình gặp cái phép toán chia ở đây các bạn nè, chỗ này không lấy ra có chia, các bạn còn nhớ nhân chia trước cộng trừ sau không? Cái dấu cộng này nè nó có cùng độ ưu tiên với dấu trừ. Cùng độ ưu tiên thì cái bên nào trái thì viết trước, ok, trái lần trước cho đó cái trái, cái dấu trừ này nó xuất hiện ở trong thì dấu trừ này nó phải lần trước, nó phải lần trước thì các bạn phải lấy nó ra. Giờ mình hiểu thêm một tí, tức là mình lấy ra khi nó cái toán tự o của mình ở đây nó cùng cái độ ưu tiên trên cái top. Các bạn gặp cái operand mới này, các bạn xem thử cái operand này nó có cùng độ ưu tiên với cái top hay không. Nếu nó cùng độ ưu tiên nghĩa rằng là cái top nó xuất hiện trước, xuất hiện trước thì nó phải lần trước, phải lần trước thì bây giờ phải lấy ra. Cái o của mình đây á, là nó là dấu nhân, còn cái top của cái stack á, nó là dấu trừ. Nhân chia trước cộng trừ sau có nghĩa rằng là nó phải được đẩy lên trên, thì khi các bạn lấy ra thì cái dấu sau này sẽ được lấy ra trước, lấy ra trước thì nó sẽ làm trừ. Đầu tiên là dấu nhân lớn hơn trừ thì mình không lấy ra. Quay lại trường hợp này, mình đang gặp cái operator là chia, trong trường hợp này cái top của cái stack là mở ngoặc không lấy. Đơn giản chúng ta chỉ cần gắn cái độ ưu tiên của cái dấu mở ngoặc vậy nhất để cho cái câu lệnh của chúng ta nó thỏa mãn, vì là cùng độ ưu tiên thì lấy, độ ưu tiên trong trường hợp này lớn hơn thì không lấy. Trong trường hợp này nếu mình xem độ ưu tiên của dấu mở ngoặc là bé nhất, do đó cái độ ưu tiên của cái dấu sao, dấu chia này là lớn hơn, mình không lấy đúng không? Bây giờ nhân chia cộng trừ và dấu mở ngoặc. Ví dụ các bạn cho bằng là số 2 nhé, cái cộng trừ các bạn cho là số 1 nhé, cái này là các bạn cho là số 0 nhé. Thì cái này chính là cái độ. Ok, bây giờ gặp dấu mở ngoặc, dấu mở ngoặc, dấu chia, bây giờ gặp dấu mở ngoặc nữa, dấu mở ngoặc từ đây vào, được chưa? Gặp số 4 ta in số 4 ra, chúng ta in số 4 ra đây, đúng rồi. Gặp dấu trừ hoàn toàn tương tự hồi nãy, chia và mở ngoặc thì đây là trừ và mở ngoặc đúng không ta? Cái trừ thì độ ưu tiên nó bằng một, được chưa? Còn cái mở ngoặc thì độ ưu tiên nó bằng bằng không. Khi độ ưu tiên nó lớn hơn thì mình không có lấy ra các bạn nha, chỉ lấy ra khi cái độ ưu tiên nó bằng nhau thôi, hoặc là nó bé hơn nữa. Chép lại trừ sao mở ngoặc không, cái gì ta, trừ đúng không? Sau khi xét cái dấu trừ xong nhé thì cái stack của mình nó là cái này. Tập này chúng ta gặp số 1 thì các bạn in số 1 ra này, gặp cái thằng gì, gặp cái đóng ngoặc, được chưa? Các bạn lấy ra và in cho đến khi gặp dấu mở ngoặc, lấy ra mà không in. Bây giờ lại gặp tiếp cái thằng đóng ngoặc, lấy cái dấu chia ra, cái này cũng lấy mà không in ra nghe. Cái thằng màu nâu của mình đây nè, đó là dấu trừ, mà dấu sao nó đã nằm ở trong rồi, độ ưu tiên của dấu sao là bằng 2. Thằng dấu trừ này nè nó có cái độ ưu tiên là bằng bằng một này. Trong trường hợp này mình lấy cái dấu sao ra, được chưa? Lấy dấu sao ra. Ủa vậy thì các bạn bổ sung thêm được cái gì vào cái bảng thuật toán mà mình sắp phải viết không? Vậy là mình sẽ lấy ra khi nó bằng, ngoài ra mình còn lấy ra trong trường hợp bé hơn, vậy là o bé hơn top. Tiếp theo gặp số 2 in thôi. Ủa cái dấu trừ này đâu ra vậy ta? Toi là các bạn, toi là số 2 chưa ra đâu, còn lâu. Lấy ra dấu sao rồi nè, à, cái dấu trừ này cũng phải lấy ra, mà ít nhất ở đây lấy là lấy 2 lần, chỗ này phải có vòng lặp. Sau khi lấy ra 2 thằng rồi thì phải push số trừ vào lại đúng. Rồi vậy là chỗ này cuối cùng cái stack của mình nó sẽ có dấu trừ.
trong trường hợp giáo trình đầu tiên mình một giờ gặp số 2 thì in số 2 ra thôi, không có vấn đề gì hết. Và lúc này trong stack của mình nó còn một cái dấu trừ các bạn. Thì còn cái dấu trừ đó thì các bạn lấy và in nó ra. A cộng B nhân C. Các bạn vừa lấy cái token cuối cùng xong là ABC. Ở cái thời điểm này nè, trong stack mình nó có hai cái dấu, đó là dấu cộng và dấu ngang. Các bạn phải lấy ngang trước đó nha. Sau đó tới cái dấu cộng. Tức là lấy hết ra, lấy hết ra trong cái stack là. Ok. Vậy là cuối cùng mình gom gom lại cái phần ở dưới này các bạn nè, cái phần lệnh bên phải ở dưới này nè, đó chính là cái thuật toán của chúng ta, được không nhỉ? Vậy thì các bạn phải làm sao đây nhỉ? Mình sẽ có một cái hàm để tính đủ tiền. Thì là ở đây mình sẽ có một cái hàm nhỏ để đi tính cái đủ tiền. Và mình gọi là cái priority đủ tiền cho nó lại. Là mình sẽ có một cái gì ta, một cái token nào đó, có thể nó là giống ở ngoài các bạn. Đây, cài cái bản đồ tiền trước các bạn. Ở đây dùng switch tag, đúng rồi, dùng cái switch tag. Nếu cái token đó là cộng, tăng trước là nhanh, chia đấy, chia thì cái đầu tiên của mình nó sẽ bằng hai nếu là dấu trừ hoặc là dấu cộng thì cái đầu tiên của mình nó sẽ bằng một. Trong trường hợp default thì cái đầu tiên của mình nó sẽ bằng không để bất kỳ sao. Và mình đi tên về cái độ tiền bằng. Bây giờ cái thao tác nguyên cơ bản đây là bây giờ mình sẽ vượt qua cái biểu thức infix đúng không nhỉ? Cái trò này giống cái trò hồi nãy, mình sẽ vượt qua cái biểu thức infix. Đó mình sẽ dùng cái split và mình sẽ dùng cái token đó không nhỉ? Thì là phải có ngang xét, vậy là các bạn bê cái thằng kia qua ngang, bê cái đoạn đánh giá hồi nãy. Đường nào mình cũng đi qua hết cái biểu thức này. Ok, mình sẽ bắt S và mình sẽ có những cái thuật trình. Cái BE đây của mình bây giờ nó gọi là cái input. Okay. Bây giờ mình lấy từng cái token trong cái input đó ra. Và mình xem các cái trường hợp xảy ra đối với cái token đó. Các bạn thấy ở đây ít nhất mình có rất là nhiều trường hợp này. Nhiều trường hợp phải không? Trường hợp thứ nhất là làm gì? Nếu gì ta? Cái hàm hồi này có lỗi. Nếu là overrun thì là cái gì các bạn? Overrun tức là những cái con số đó hoặc là cái biến đó thì xuất nó ra. Các bạn tạo dòn vào cái chuỗi gì đây? Các bạn tạo một vòng trắng để cho nó dính. Được lại. Có nhiều trường hợp. Nếu gì? Nó không phải là overrun, nó là dấu mở ngoặc thì làm sao? Này luôn. Thì push thôi phải không? Dấu mở ngoặc thì push, thì có nghĩa là cái S của mình là sẽ push cái dấu mở ngoặc vào. Như là nếu nó là dấu đóng ngoặc thì làm sao? Thì lấy và in ra cho đến khi gặp dấu mở ngoặc và sau đó lấy cái dấu mở ngoặc và in ra. Cái của sắt á, chấm pick echo không echo đúng không nhỉ? Thì sao? Thì sao? Mình lấy và in ra đúng không nhỉ? Là mình lấy và in ra thì cái chỗ này là lấy và in ra cho đến khi nó gặp dấu mở ngoặc. Okay. Sau khi nó gặp dấu mở ngoặc thì bây giờ lấy mà không in ra. Ủa, cái này là lấy, là lấy thì phải là pop chứ nhỉ? S chấm gì ta? Chấm pop. Được không? Lấy và in ra.
trước khi lấy thì xem nó có phải là giống ở ngoài không. Chỗ này mình cũng bóp nhưng mà mình vứt. Đúng rồi. Trường hợp cuối cùng là gặp cái operator O đó, hơi khá rắc rối. Để cho tiện cái hình thì mình gọi cái O là bằng, các bạn thấy gọi cái hình O là bằng gì ta? Bất hình đúng không? Bây giờ các bạn phải xem là cái độ ưu tiên của cái thằng top nó bằng bao nhiêu và so sánh với nó. Vì chỗ này chắc chắn phải có cái vòng lặp rồi đúng không nhỉ? Và sau cái vòng lặp đó là tới cái động tác thứ hai đúng không nhỉ? Dùng quá đúng rồi. Làm động tác một trước đi các bạn. Động tác một là làm gì? Comment thêm lấy và in ra, lấy và in ra luôn nhé các cái toán tử trên đầu cái sách. Chừng nào cái gì đây ta, chừng nào đổ tiên của chúng bé hơn hoặc là đổ tiên của gì ta, của đó không qua đúng rồi nhé. Được chưa? Rồi, rồi tới bước thứ hai là mình mới push hai này thì đơn giản là ấy chấm push cái là dễ làm trước mình phát vậy. Trong khi không rỗng tức là trong khi phân của ấy chấm thì anh chị ok lớn hơn thì việc tơ chị pop ra mà in đúng không nhỉ? Ok và đầu tiên của cái gì ta, của cái o phải không á, bé hơn hoặc bằng cái gì, bé hoặc bằng cái độ ưu tiên của cái gì, của cái top phải không, cái top ok như ta đúng ý rồi đó mấy. Vậy là cái top là bằng mấy ta, s chấm phải không, click mình diễn tả cái gì đó như vậy chưa, trong khi cái độ ưu tiên của cái o này nè nó bằng top và nó bé hơn độ ưu tiên của top. Bé hơn thì lấy ra đúng không nhỉ, vì là phải xem trước rồi mới lấy đúng không ta, chứ không có lấy ẩu, không có lấy ẩu thì khi lấy ra thì dùng cái đoạn này. Đó, bằng thì lấy đúng rồi đó mấy, mình diễn tả cái điều đó trong cái điều kiện là không có bằng này xong chưa. Cái chỗ này viết dạ hình như nó không được, phải dùng cái echo gì đó nhỉ. Echo hay là cái compare to mà nó không cắt lắm quan nhỉ, cái echo có được không, khó là những so sánh đối tượng chúng ta. Để cái này nếu mà phải cách nhau khoảng trắng nha, để cho nó split cho đúng nha. Nó được cái dấu kia nhỉ, chạy chạy thử của mình. Ủa, mình chưa gọi. Rồi đó. Sao mình, ủa cái này là cái gì, mình thiếu dấu trừ ở sau cùng, mình thiếu dấu trừ ở sau cùng thôi, là cái chỗ này hơi vội nè, chỗ này mình còn khúc nữa nè, các bạn xem cái góc trên bên trái của mình nó đúng rồi các bạn kìa, các bạn nhầm cái chỗ nào trong đó ta, nhưng mình chỉ còn cái thằng cuối cùng thôi là mình thiếu cái dấu trừ thôi. Và trong khi nó không rỗng thì lấy và in ra hết nè. Đúng không? Bây giờ này mình thiếu cái khúc này thôi. Chứ mình là ok rồi các bạn thấy không, đâu cần giấu đâu.
Ok, ở dấu trừ luôn rồi.